Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Nokia Sài Thành bên em ngày hôm nay ha. Thì bên em sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm là Nokia 6170 nắp gập, Nokia 1100, 1100 anh chị, cũng full boot luôn, và Nokia 3410 full boot nha. Nay bên em sẽ giới thiệu ba mẫu sản phẩm này nha anh chị. Đây là cây máy là 6170 nè, cây máy nắp gập. Bên trong gồm có cuốn sách hướng dẫn sử dụng như thường lệ nè, 6170 đó, cây máy nắp gập, một quyển sách hướng dẫn sử dụng, pin zin, tai nghe zin, ổ sạc chui to cũng zin luôn nha anh chị. Cây máy nè, đó, còn cây nhất thôi. Rồi lắp sim vô, em test thử cho anh chị xem nha. Rồi bỏ pin vô từ dưới lên nè, đó. Rồi bóp là xong. Cái phím nguồn nó nằm bên hông nha anh chị. Cái máy hình thức là nó ở bên ngoài nó có vài vết xước theo thời gian, xước nhẹ thôi, không đáng kể nha anh chị. Đây, sao thằng 4.0 là 6170 nè, đó, CV đầy đủ, chuông lo đồ đầy đủ nha anh chị. Phần cài đặt đâu rồi, đây nè, đồ file, em chỉnh hết mức luôn. Rồi ok, để qua bên nha, em tiếp tục cái máy khác. Nó có màn hình bên ngoài cho anh chị xem giờ hoặc là người khác gọi đến đó, nó sẽ hiển thị thông tin bên ngoài luôn, số điện thoại luôn ha. Cái chuông nè, chuông đây nè, camera phía trên. Anh chị nào mua sử dụng hoặc tặng người thân cũng rất là ok nha. Rồi tiếp theo là cái máy em để một bên, Nokia 1100 nha anh chị. Mấy cây này thì chỉ hơn tầm hơn 1 triệu thôi. Mấy cây này thì giá rất là tiết kiệm cho anh chị mua về sử dụng ha, hoặc là sưu tầm. Ổ sạc 3 chấu nè. Đây bên trong, em mở cái bên trong cho anh chị xem luôn nè. Cái máy ngày mốt này rất là dễ mở, cho anh chị xem men ở trong rất là đẹp. Đó, còn tem đồ bên em đầy đủ nè, mới tin. Lô này về rẻ anh chị, có 1 triệu mấy cây thôi, mua liên hệ em nha. Rồi để bên cũng sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ nha. Đó, rồi cây 3410 nè, cây này nguyên màu đỏ luôn, sách hướng dẫn sử dụng, rồi cũng cưa sạc zin, một viên pin zin đó. Cái máy nè, cái máy này vỏ trong suốt nha anh chị. Tem Caro nè, tem là tem của Đức nè, tem zin của Đức nha anh chị. Tem Caro nè, em lắc lắc nghiêng nghiêng anh chị sẽ thấy cái hình Caro á, tem zin của nó là vậy. Cái máy này rất là độc, anh chị nào mua về sưu tầm trưng tủ á, nhìn rất là đẹp nha. Rồi ok, rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy hay thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những dòng máy cổ từ phía bên em ha. Và chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc với người thân, với gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha anh chị. Quay tổng thể lại 3 cây anh chị xem. 2 cây nè, 3 cây. Rồi ok.